Các bạn có tin được không? Mình đã từng rất gầy như thế này, khoảng 46-47kg. Còn đây là mình của bây giờ, chắc ai cũng biết rồi. Là một người gầy có thâm niên, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách mà mình đã sử dụng để thoát gầy, tăng cân, kèm theo đó là một bài tập calisthenics để mọi người có thể áp dụng luôn nha. Như các bạn thấy rồi đấy, trước khi mình đi luyện tập thì mình đã từng rất ám ảnh với một cơ thể gầy gò, còi cọc. Đến cái độ mà bây giờ mình nhìn lại chính bản thân mình ấy, mình cũng thương mình luôn. Nên hơn ai hết, mình cũng rất hiểu là các bạn gầy, các bạn bị thiếu cân cũng đang rất vất vả và khó khăn. Trước đây mình cũng bị rối loạn tiêu hóa nữa chứ, ăn uống rất là khó hấp thụ. Mình đúng kiểu như là một hình tượng người gầy, trường kỳ, đúng nghĩa đen luôn. Và ăn không biết bao nhiêu năm, cân nặng chỉ tăng lên tính bằng lạng mà thôi. Thế nên thật không ngoa khi nói rằng việc luyện tập đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình và cho mình cơ hội để ngồi đây chia sẻ với mọi người. Vào luôn chủ đề chính nào. Đầu tiên để thoát gầy đó là phải đi tập. Nghe mình giải thích đã nhá. Như một TikToker nào đấy đã từng nói, việc luyện tập không trực tiếp giúp các bạn giảm mỡ, và tương tự, việc luyện tập cũng không hề giúp các bạn tăng cân một cách trực tiếp. Mặc dù đúng là việc luyện tập nói riêng không thể giúp chúng ta có thể thoát gầy tăng cân được, còn cần rất nhiều các yếu tố khác nữa. Nhưng mà với mình thì việc luyện tập vẫn là yếu tố tiên quyết, là viên domino đầu tiên giúp chúng ta có thể kích hoạt chuỗi phản ứng dây chuyền để có thể tăng cân được. Chỉ từ một thói quen tốt này thôi sẽ kéo theo rất nhiều các thói quen tốt khác, rồi dần dần thay đổi cả một lối sống luôn. Nói một cách dễ hiểu thì việc luyện tập hàng ngày sẽ giúp chúng ta tạo ra nhu cầu về năng lượng cao hơn cho cơ thể để thích nghi với cường độ vận động cao hơn mỗi ngày. Hiểu nôm na như là một chiếc xe càng đi xa càng tốn nhiều nhiên liệu hơn mà thôi. Cứ sau mỗi buổi tập mệt là các bạn sẽ cảm thấy thèm ăn hơn, ăn ngon miệng hơn, rồi ngủ ngon giấc hơn. Lúc mới bắt đầu đi tập thôi mà mình đã cảm thấy là tất cả những gì mình cho vào người ấy đều được hấp thụ tốt hơn. Và chẳng phải ăn ngon, ngủ kỹ là tiền đề để giúp chúng ta tăng cân hay sao? Đi tập chỉ có 2 tuần thôi mà mình đã tăng 3 cân rồi, và mình tiếp tục tăng cân ở trong những tuần tiếp theo. Đi tập được 1 tháng thì mình bảo mẹ mình là mình tăng 5 cân mà mẹ mình không tin nổi luôn. Về cách tập thì các động tác chúng ta sẽ thực hiện trong khoảng rep từ 8 cho đến 12 rep. Ít hơn thì thiên quá nhiều về sức mạnh, còn nhiều hơn thì hơi cardio quá. Và hãy chọn mức tạ để bạn có thể đẩy bản thân đến giới hạn trong khoảng từ 8 đến 12 rep này nhá. Không giống như các bạn đang giảm cân, bắt đầu thấy kết quả một cái là sẽ càng ngày càng thấy người của mình nhẹ nhàng và linh hoạt hơn. Các bạn tăng cân giống như mình ấy thì sẽ luôn gặp vấn đề về sức mạnh. Mới đầu đẩy thanh không thôi cũng thấy rất nặng rồi, và tạ luôn nặng, càng ngày càng tập sẽ càng tạ nặng hơn mà thôi. Nhưng mà đừng vì vậy mà nản chí nhá. Cân nặng có thể tăng hơi chậm một chút, nhưng nếu khối lượng tạ của các bạn vẫn tiếp tục tăng tiến thì tin mình đi, chắc chắn là cân nặng của các bạn cũng sẽ tiếp tục tăng theo mà thôi. Cơ thể chỉ đang từ từ thích nghi. Cân nặng có thể tăng chậm một chút, nhưng miễn sao khối lượng tạ chúng ta tập vẫn có thể tăng tiến một cách đều đặn thì tin mình đi, chắc chắn là các bạn vẫn có thể tiếp tục tăng cân theo. Cơ thể chỉ đang cần một chút thời gian để từ từ thích nghi và thay đổi mà thôi. Lấy ra càng xa thì phóng đi càng khỏe. Các bạn cứ tin mình là thế đi. Còn về các bài tập thì lời khuyên đơn giản là đừng bỏ qua bất cứ một nhóm cơ nào cả. Đừng bỏ qua tập tay hay bỏ qua tập chân. Hãy tập hết đi. Các bạn đừng sợ to, thực sự là to rất khó, khó cực kỳ luôn. Nhất là đối với các bạn đang gầy, to không hề dễ một chút nào cả. Các bạn cứ hãy tập đủ các nhóm cơ, tập với tạ đơn, tập với máy, tạ rời hay calisthenics cũng được. Và hãy tập trung vào 6 cái chuyển động cơ bản, knee dominant, gập duỗi gối như các bài tập leg extension hay là squat chẳng hạn. Sau đó là các bài tập tập trung vào hông này, hip dominant, ví dụ là hip thrust hay là các thể loại deadlift. Tiếp theo là các bài tập về đẩy, sẽ có đẩy ngang và đẩy dọc. Vertical push thì như kiểu là handstand push up hay là đẩy vai với tạ đơn hay là thanh đòn. Tiếp tục đẩy ngang ấy thì như là chống đẩy hay bench press. Kéo chúng ta cũng sẽ tương tự có hai chuyển động, kéo ngang và kéo dọc. Kéo dọc thì tiêu biểu ở đây sẽ là kéo xa hay là lat pull down. Còn kéo ngang thì là các thể loại row. Cường độ với các bạn mới tập thì có thể rơi vào khoảng 3 buổi một tuần. Full body theo mình như vậy là ok. Ngoài ra, không giống như các bạn giảm cân, chúng ta không phải tập trung quá nhiều vào cardio. Nhưng khi tăng cân, nếu có thể cardio được thì vẫn tốt hơn. Và tối đa loanh quanh trong khoảng 2 buổi một tuần. Nó sẽ giúp mình tăng cường thể lực, khả năng hô hấp này, rồi sức khỏe của tim mạch nữa. Nhưng nếu các bạn đang chơi bất cứ một môn thể thao nào khác như kiểu là bóng rổ, bóng đá hàng tuần rồi ấy, thì hãy cứ tiếp tục duy trì như vậy cũng đã là ok rồi. Cardio càng khỏe thì tập tạ cũng sẽ chắc chắn là trâu bò rồi. Và nó cũng là một cách để mình có thể duy trì được sự dẻo dai, linh hoạt sẵn có nữa. Đó là những gì mình đã làm để giúp chính bản thân mình tăng cân và thoát gầy. Còn bây giờ mình sẽ cho các bạn một buổi tập để chúng ta có thể bắt đầu luyện tập ngay bây giờ, tăng cân ngay bây giờ. Các bạn đã sẵn sàng để tăng cân rồi đúng không? Chiến nhá. Bài đầu tiên nào, weighted pull up 8 rep. Calisthenics thì làm sao thiếu được phát súng đầu tiên là kéo xa nhỉ? Với các bạn gầy mà kéo được 8 rep xa thôi là đã khá tiêu chuẩn rồi đấy. Nhưng mình nâng cao hơn một chút nên sẽ chọn cách kéo thêm tạ vào cho đúng sức của bản thân. Kéo hết cùi trò về phía sau, cố gắng kéo xa sát ngực. Khi xuống thì thả hết tay rồi kéo lại.
Tập vừa rồi là một bài kéo dọc, nên bài thứ hai mình sẽ cho thêm luôn một bài kéo ngang, Australian pull up. Ở đây thì mình sẽ kéo 3 tư thế tay, rộng, ngang, hẹp, mỗi vị trí tay 8 rep. Thực ra với vị trí tay cầm nào thì cũng sẽ kích hoạt hết các nhóm cơ lưng thôi. Nhưng tay mở rộng thì sẽ nhấn mạnh hơn vào vai sau, còn càng vào hẹp thì sẽ càng vào xô, rồi khu vực lưng giữa, các nhóm cơ chám lớn, chám nhỏ. Đảo tư thế tay sẽ giúp mình kích hoạt cơ lưng toàn diện hơn. Hãy cố gắng kéo thật kiểm soát nha. Weighted push up 10 rep cũng là một con số khá tiêu chuẩn rồi đấy. Nhưng ở đây mình cũng sẽ lại chơi theo kiểu rope lee, thêm tạ vào cho đúng sức. Và mình sẽ xài thêm tay nắm để chống vững hơn, nhưng hoàn toàn chúng ta cũng có thể chống thẳng xuống đất cũng được. Xuống chạm ngực này, đẩy lên thì cũng hết bả vai nha. Chuyển sang 12 rep, động tác tiếp theo là pie push up. Đây sẽ là một động tác đẩy dọc. Với bài này, chúng ta sẽ kê chân lên cao hơn so với tay, sau đó đẩy sát người để trọng lượng dồn về phía tay. Chân càng cao, càng sát người thì bài tập sẽ càng khó. Bài này sẽ ăn rất nhiều vào vai và tay sau đấy. Bây giờ sẽ là một bài chân nhé, Piston Squat 8 rep mỗi chân. Để làm bài tập khó hơn thì mình sẽ lại cầm thêm tạ vào. Muốn vào đủ trước hơn thì các bạn cũng có thể kê nhẹ gót chân lên một chút như mình nữa. Bài tập này sẽ khó nhất ở việc thăng bằng đấy, và nó cũng sẽ luyện phần core, cơ trọng tâm của chúng ta rất tốt. Chân này. Cuối cùng sẽ là leg raise 12 rep cho bụng. Các bài tập bụng với xà luôn là các bài tập mình yêu thích nhất. Từ tư thế dead hang, đưa chân gập bụng lên cao rồi hạ chân xuống thật kiểm soát. Nếu quá dễ thì đừng lo, thêm tạ hoặc buộc thêm dây vào chân sẽ làm bài tập khó hơn. Hay đúng không? Các bạn thấy sao về buổi tập ngày hôm nay? Các bạn có cần thêm tip cho phần ăn uống và luyện tập nữa không? Hay những buổi tập tiếp theo cho series này thì hãy comment thật nhiều xuống phía dưới cho mình biết nhé. Hãy thử trải nghiệm và chia sẻ cho thật nhiều bạn bè nhé. Cuối cùng như thường lệ, đừng quên like và subscribe để tiếp tục luyện tập cùng Xin Vãn.